cuộc liên hoan nửa khuya sắp tàn mà sao tình mình thêm chưa chan. Siết tay nhau mến chào lần cuối, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong quân trường mình sống yêu thương qua chín tháng phong sương. Tuổi thư sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi gắn trên vai chiếc lon chuẩn uy. Sáng mai đây ra biệt kinh kỳ, giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ tràn đầy. Đôi ta là chiến sĩ xa nhà, mang theo kỷ niệm làm quà mai sau. Mình còn gì cho nhau nữa không bạn đời nhé. Đêm vui đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau thôi. Dù hai ta có xa cũng gần, nên mỗi lần mình nhắc đến nhau nhớ biên thư đối chào nhiều nhé. Kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Thư sinh đã qua mất rồi, giờ chỉ còn lại anh với tôi gắn trên vai chiếc lon chuẩn uy. Sáng mai đây ra biệt kinh kỳ, giây phút này hai đứa mình còn có đêm nay để thương nhớ tràn đầy. Còn gì cho nhau nữa không bạn đời nhé. Đêm vui đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau thôi. Dù hai ta có xa cũng gần, nên mỗi lần mình nhắc đến nhau nhớ biên thư đối chào nhiều nhé. Kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương. Ở chiến trường, chuyện ân tình mình đã yêu thương người em gái hậu phương.